Em chào cả nhà, hôm nay thì em sẽ tiếp tục giao lưu cho mọi người một số những dòng hàng kim phi điệp giá rẻ và mặt hoa đẹp nhé. Một trong những cái dòng hàng ngày xưa đó, thuộc top đình đám mà được rất là nhiều người quan tâm. Tuy nhiên thì giá cả bây giờ nó cũng nhẹ nhàng hơn, và để mà sưu tầm một cái dòng hoa đẹp này thì các bác có thể là tham khảo ạ. Đầu tiên thì em có cái lô cửu long cao phong này. Trước đó thì tầm khoảng tuần thì em cũng đã xuất đi một lô. Và bây giờ thì những cái lô sau này ươm ki lên thì bây giờ đủ độ tuổi để lên xuất cho mọi người rồi. Chiều dài ki tầm khoảng 3 cm nhé các bác nhé. Ki lên dễ khỏe mạnh rồi ạ. Những cái ki cửu long cao phong, mặt hoa của nó thì rất là đẹp và hoa rất là thơm. Các bác cứ search ở trên Google hoặc là tham khảo những cái trang bán hàng ấy. Và những cái dòng mặt hoa đẹp thì cửu long cao phong này cũng là một dòng hoa xuất sắc. Em bán giao lưu cho mọi người 100.000 đồng một ki nhé. 100.000 đồng một ki như vậy là với giá 100.000 đồng cửu long cao phong ạ. Tiếp theo thì em có một cái lô ki này. Đó chính là dòng ki ám. Và dòng này thực ra thì nó là dòng ám chưa có tên, chưa không tên. Đấy. Cái dòng ám này thì cái mặt hoa thì nó đã sổ. Đây là một cái bông hoa hàng rừng. Và sổ được một bông mặt hoa đẹp như thế này nhá mọi người nhá. Các bác nhìn cái khuôn bông này, nó rất là đẹp. Phân thủy sạch đẹp. Và thứ hai thì nó có một cái mũi màu đỏ này. Đấy, khuôn bông của nó nhìn rất là mảnh mai và đẹp đúng không? Đó, hàng chuẩn hoa 100% các bác nhá. Đó. Và hàng này thì đây bây giờ nhân ki nhân giống cho mọi người thì những cái ki này nó lên tầm khoảng 1 cm. Đấy, 1 cm, cái dòng này gọi là dòng ám, phi được ám. Đó. Lên rất là khỏe mạnh như vậy này. Đấy. Các bác muốn xem mặt hoa thì em có thể gửi qua cho các bác qua Zalo, nhưng mà cái mặt hoa thì em quay nó khá là nhìn rõ nét rồi nhá mọi người nhá. Cánh bay và cánh rất là mảnh đẹp. Cực kỳ là bay luôn. Đấy, riêng mũi riêng lưỡi rất là đẹp rồi. Những cái ki này ám không tên này em tạm gọi là ám không tên nhá. Với giá là 100.000 đồng một ki. Đây, những cái ki là 100.000 đồng một ki ạ. Đó. Hàng đẹp nhưng mà mặt hoa rất là xuất sắc. Và tiếp theo nữa, em có cắt cho mọi người một số những cái ki phi điệp hòa bình. Ki phi điệp hòa bình này thì cắt từ cái giò mẹ, nó dài, nó phát triển, nó khỏe mà nó phải dài đến 2 mét cơ. Nó phát triển dài quá mà thậm chí khỏe đến mức độ là có một số những cái thân nó trốn hoa, nó lên ki trên thân mà hoàn toàn là ki tự nhiên các bác nhé. Cái hàng này thì nó cũng khá là rẻ nên là em sẽ bán theo ki. Một ki như vậy là 30.000 thôi. Một ki như vậy 30.000, em chỉ tính những ki dài mà nó lên dễ thôi nhé. Ví dụ em lên cho mọi người này, kể cả những ki dài, ki ngắn này nó bù trừ cho nhau. Ví dụ cái hai ki này rất là dài nhưng những cái ki này ngắn hơn thì em cứ tính cho mọi người là 30.000 một ki thôi. 30.000 một ki. Đấy, cứ 30.000 một ki nhá. Ví dụ như dây này rất là dài mà thậm chí những cái mắt nó không lên hoa, nó cũng đang lên ki trên mắt này mọi người nhìn cho. Nó cũng đang lên ki trên mắt này, nhưng mà em chỉ tính cho các bác những cái ki mà nó lên dễ, nó dài nó dễ thế thôi. Nên cả một cái dây này nó có rất là nhiều những cái mắt ngủ nó đang lên ki thì các bác sẽ được rôi rất là nhiều. Em cắt thì em sẽ cắt theo dây. Ví dụ dây này rất là nhiều mắt nhưng chỉ tính 3 ki thôi. Và bán với giá là 30.000 một ki nhá các bác nhá. Đấy, dây này có 2 ki tính 30.000 là 60.000. Dây này 3 ki thì là 90.000. Đấy. Và những cái mắt này hiện tại nó vẫn đang phát triển về ki. Đấy, thì các bác sẽ được về rôi đấy mọi người nhá. Đấy, có một ít thôi, em cắt cái giò nó to nên cắt được số lượng ít. Cũng cắt rất là nhiều lứa rồi nhưng mà cứ lớn lên từng đâu là em sẽ cắt từng đó ạ. Và trong cái clip này thì em update một số những dòng hàng như vậy nhé. Các bác đặt hàng thì inbox cho em ạ.